Trong khuôn khổ hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra tại Pháp, thì nhóm các quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới là G7 và 28 thành viên của Liên minh châu Âu EU đã tuyên bố kế hoạch viện trợ tái tạo năng lượng có giá trị lên đến 10 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi. Gói viện trợ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ mà nhóm G7 và Liên minh châu Âu EU dành cho các nước châu Phi sẽ được triển khai theo hình thức cho vay và trợ cấp, trong đó bao gồm việc tạo ra nguồn điện năng 300 GW thông qua việc tái tạo năng lượng. Trong bối cảnh hai phần ba dân số các quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng trong sinh hoạt thường nhật, lộ trình thực hiện dự kiến kéo dài đến năm 2030. Thời gian giải ngân cụ thể của khoản viện trợ này chưa được công bố, nhưng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn và quyết định của Ngân hàng Phát triển châu Phi và Ủy ban Bộ trưởng các quốc gia châu Phi. Theo đó, những dự án ưu tiên sẽ được chi viện trợ để thực hiện trước.